Quá tài cái mặt độ này phấn trắng luôn rồi quý bà con ơi. Khủng khiếp luôn. Nhìn xa xa thì mình thấy là lúa chỗ rất là đẹp. Tuy nhiên thì cái dàn chân ở dưới nó bị luộc hết trơn luôn rồi quý bà con. Vàng hết trơn rồi. Và mình lấy tay mình thổi ngang thì lượng gầy phấn trắng phải nói như là quá nhiều. Mặt độ khủng khiếp luôn. Trong cuộc đời làm kỹ thuật của Văn Trưởng, từ đó giờ mới thấy là cái dịch gầy phấn trắng nó nặng đến cái mức độ như thế này. Vâng, và đây là địa bàn xã Tân Tiến, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang nha quý bà con. Thì đây là mảnh ruộng của anh Tấn. Cái này bao nhiêu hecta anh? 20. À, mảnh ruộng này là 20 hecta nha quý bà con. Thì tình trạng là lúa đang giai đoạn là chỗ đều mà vàng bông ở trên thì nhìn rất là sáng. Nhưng mà khi mà để ý kỹ thì cái gốc chân ở dưới nó bị luộc rất là nặng. Là nó vàng lá hết trơn rồi quý bà con. Và mặt độ gầy phấn trắng thì phải nói rất là khủng khiếp. Tôi là Nguyễn Văn Tuấn ở xã Tân Tiến. Rồi tôi có mần có 20 mẫu. Rồi hiện tại giờ lúc mà bị gầy phấn trắng là cỡ khoảng giai đoạn là nó lúa rồi chuẩn bị làm đồng. Mà tôi xử lý cũng đạt sạch một cái là hiện tại giờ lúa nó bị giật luôn cái vàng lá chân. Lá đại còn chỉ còn lá đại thôi. Trước khi lúc đó mình phun thuốc là cũng là phun đúng thời điểm. Mà sao bây giờ nó bị tình trạng đó. Giờ lúa chỗ lên thì chỉ còn cái lá đại không ạ. Vâng, kính thưa quý bà con, thời gian gần đây thì kênh VVC liên tục nhận được các cuộc gọi từ phía của nông dân trên khắp các tỉnh thành, trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long cảnh báo về cái hiện tượng là dịch gầy phấn trắng đang bùng phát mạnh trên địa bàn. Trường hợp của anh Tuấn là một cái ví dụ điển hình luôn nha quý bà con. Thì trước đó thì bà con mình phun rất là nhiều cái loại thuốc khác nhau để quản lý con gầy phấn trắng. Thì đa phần các trường hợp bà con đều gặp phải là khi mà bà con phun á thì thấy là cái con thành trùng, tức là con bướm bay bay đó, nó chết rất là tốt, nó chết là bèo nước luôn bà con. Tuy nhiên thì khoảng một thời gian sau 7 đến là 15 ngày thì là cái lượng gầy phấn trắng lại có là trở lại trên ruộng với mật độ ngày càng nhiều hơn và gây hiện tượng á, lúa nhỏ thì còi cọc, vàng úa, không phát triển, gãy phân cách mấy cũng không phát triển. Còn lúa lớn á, thì chỗ lên á, thì là bị ngạn bông, rồi vàng chân ở dưới bị luộc. Dự báo là thất thoát năng suất từ 30 đến 70% luôn nha quý bà con. Nguyên nhân mà dẫn đến cái dịch hại gây thất thoát nghiêm trọng trên cái đồng ruộng chính là rõ ràng là bà con thấy là do là bà con phun thuốc không có hiệu quả. Bà con phun nhiều cái loại thuốc mà nó chết cái con thành trùng, cái con bay bay đó. Nhưng mà cái cốt lõi của vấn đề chính là cái con ấu trùng nó ký sinh ở trên cái lá lúa nha quý bà con. Khi mà bà con thấy rầy phấn trắng á, cái mật độ nhiều trên ruộng á, thì á, là cái mật độ mà trứng rầy ở trên cái mặt dưới của lá là rất là nhiều. Vậy thì á, cái nhiệm vụ của chúng ta là xử lý thuốc như thế nào để cho á, là con ấu trùng nó vừa nở ra là nó chích hút trên cái lá lúa là nó chết liền ngay lập tức. Nó không thể nào là chích hút cái dinh dưỡng của cây lúa nữa. Thì qua cái quá trình mà sàng lọc nhiều cái sản phẩm khác nhau trên thị trường thì Văn Trưởng kết luận rằng thì Onawa là một trong những cái sản phẩm mà hiệu quả nhất, mà rẻ tiền nhất để cái quản lý cái con rầy phấn trắng luôn nha quý bà con. Thì khi bà con mà thấy cái lượng rầy phấn trắng nhiều trên ruộng á, thì bà con cứ yên tâm, bà con lấy cái thi Onawa bà con xử lý. Và để cho tăng cái hiệu quả của cái thuốc lên á, thì bà con cần kết hợp với cái chất bám dính vào. Thì hai cái sản phẩm này kết hợp thì sẽ là làm cho cái lá lúa của bà con á, khi bà con phun lên á, nó sẽ được tẩy đẫm thuốc trên đó. Và với cái hàm lượng cái thuốc là tinh khiết nguyên chất của công ty UBL, nó sẽ bảo vệ được cái lá lúa của bà con á, trong vòng 10 ngày, 7 đến 10 ngày là sẽ là cái con gầy phấn trắng nó sẽ không, cái ấu trùng nó không thể nào mà nó chích hút được cái lá lúa của bà con, hoặc là nó chích ra rồi nó sẽ chết. Và bà con lưu ý rằng khi bà con xử lý thi Onawa để là xử lý con gầy phấn trắng á, thì á, là bà con sau khi bà con phun, bà con sẽ không thấy cái con thành trùng chết nha bà con. Thậm chí là cái con thành trùng á, nó vẫn là nhẫn nhơ trên đồng ruộng.
Nhưng mà cái con thành trùng thì nó không có hại. Mà sau 3 đến 4 ngày á, thì bà con sẽ thấy cái mặt độ, cái gầy phấn trắng hầu như nó giảm từ 70% trên ruộng của bà con. Điều này chứng tỏ thuốc có cái tính đu dẫn cực mạnh, làm cho cái ấu trùng á, nở ra không thể nào phát triển thêm được nữa. Trường hợp mà ruộng đã bị nặng á, thì bà con có thể kết hợp cái Thionawa với cái sản phẩm dinh dưỡng cao cấp đến từ thương hiệu của Nhật Bản, công ty Sumitomo, đó chính là cái sản phẩm Arecio. Thì bà con kết hợp hai cái sản phẩm này và với sự bổ trợ của cái chất bám dính nữa, thì sau 4 ngày bà con sẽ thấy ruộng hồi phục rất là tốt luôn nha quý bà con. Trên đây là những cái sản phẩm mà Văn Trưởng lựa chọn, là những cái sản phẩm mang cái tầm vóc rất là lớn nha quý bà con, đến từ những thương hiệu của những công ty rất là uy tín trên thị trường. Và khi mà vào dịch rồi á, thì Văn Trưởng chỉ tin tưởng những cái sản phẩm của công ty hàng hiệu có tiếng nha quý bà con. Tại vì á, cái độ mà tinh khiết của hoạt chất á, là nó có trong đó. Và cái độ lưu dẫn của một cái sản phẩm hàng hiệu á, là nó sẽ có cái độ lưu dẫn dài. Và khi bà con xử lý trên đồng ruộng thì bà con sẽ yên tâm hơn rất là nhiều một cái sản phẩm phổ thông trên thị trường nha quý bà con.